chào các bạn. Hôm nay thì công ty thiết bị y tế Đà Nẵng xin giới thiệu đến cho các bạn loại máy đo huyết áp cơ, đó là máy Myrolife AR120 với giá là 380 ngàn ạ. Máy có đặc tính kỹ thuật là đo huyết áp bằng phương pháp dao động với thành phần là bao gồm báo đo huyết áp, đồng hồ, ống nghe, bóp và van xạ. Về máy đo huyết áp thì là một sản phẩm rất cần thiết đối với mỗi gia đình, đặc biệt là những người có gia đình, trong gia đình có người già hoặc là người mắc bệnh liên quan đến huyết áp. Với những ưu nhược điểm của máy đo huyết áp thì mình sẽ nói rõ về cái ưu điểm của máy đó là máy đo huyết áp cơ có giá thành rẻ và phù hợp với túi tiền của đa số người tiêu dùng. Mặt khác thì máy đo huyết áp cơ có cái kết quả tốt như mình ngắm mua in cái biển ngắm mua muốn. Cho nên mình sẽ hướng dẫn về cách sử dụng máy đo huyết áp. Trước tiên thì phải chuẩn bị trước khi đo. Những cái y phục mà mình mặc thì không nên mặc những loại y phục bó sát khi mà đo huyết áp. Tại vì nếu mà áp lực của trong những loại y phục sẽ gây cho cái dòng máu nó không lưu thông được, nên sẽ ảnh hưởng đến kết quả đo. Trước khi đo thì bạn không được sử dụng các đồ uống có ga và đồ uống kích thích như là rượu, chè, cà phê và không hút thuốc lá. Trong trường hợp vừa ở ngoài về thì bạn phải nghỉ ngơi ở những nơi thoáng mát và ít nhất là trong 5 phút. Tư thế đo thì có thể ngồi hoặc nằm. Cách và giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể cách đo. Đây là ống bóp và đồng hồ. Đây là vòng bít. Còn đây là tai nghe. Và lưu ý khi cuộn thì mình phải để cái giấy ở chính giữa cái chỗ mặt này. Rồi phải khoảng cách của nó là 2 đến 3 cm. Mình cuộn vừa phải chứ đừng quá chặt và cũng đừng quá lỏng nhé. Thì mình đặt ở chính giữa. Ta nhớ khóa van khi trước khi bơm. Khi bơm thì lưu ý mình chỉ bơm lên ở mức là 200 đến 220, chứ đừng bơm quá vì tại vì sẽ gây đau ạ. Mình giữ đè ở đây để nghe được rõ hơn. Mình bơm lên tới 200 hoặc 220 rồi bắt đầu xả. Khi xả thì các bạn lưu ý, mình chú ý để nghe. Khi nghe mà nghe ở cái nhịp đập đầu tiên thì mình xác định đó là huyết áp tối đa, hay còn gọi là huyết áp tâm thú. Còn ở rồi tiếp tục nghe đến khi cái nhịp đập cuối cùng thì đó chính là huyết áp tối thiểu, hay còn gọi là huyết áp tâm trương. Mình đã hướng dẫn xong cách đó và bây giờ thì mình
có một vài lưu ý đối với sản phẩm này, thì đó là về độ an toàn, thì để mà đảm bảo cho sản phẩm khi mình nếu trong một thời gian dài từ 2 tuần trở đi mà mình không sử dụng thì bạn nên tháo pin ra khỏi máy. Để đảm bảo an toàn ạ. Địa chỉ mua hàng thì mình có thể đến tại 37 Cao Thắng hoặc là ở 97 Hải Phòng ở Đà Nẵng, mình có 2 địa chỉ ạ. Hotline để liên hệ thì mình có thể liên hệ qua số 0905 644 128. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi.